Các bạn đang nghe truyện ta có thể nhìn thấu tin tức vạn vật trên kênh TV Audio CV. Chương 186, Bí ẩn tiên thiên. Sư phụ, vừa rồi đó là gì? Lục Thanh vội vàng hỏi. Trong đầu hắn tuy có truyền thừa cấp bậc tiên thiên cảnh, nhưng truyền thừa không thể nào nói rõ ràng mọi việc về tiên thiên cảnh một cách tường tận được. Lý Duy Thiên cũng không phải kiểu người như vậy. Vừa rồi ta thi triển chính là tiên thiên uy áp, chỉ có ở tiên thiên cảnh. Lão đại phu giải thích: Võ giả hậu thiên viên mãn sau khi đột phá đến tiên thiên cảnh, nhờ sự trợ giúp của pháp tắc thiên địa, Ti thần hồn lực đó cũng sẽ nhanh chóng lớn mạnh, có uy năng không nhỏ. Uy năng thần hồn này, kết hợp với khí thế tiên thiên cảnh, sẽ hình thành một loại uy áp đặc biệt, tuy không thể trực tiếp gây thương tích, nhưng có thể trấn nhiếp tâm thần võ giả. Trong hậu thiên cảnh, người không có đại định lực, đại nghị lực rất khó thoát khỏi sự trấn nhiếp này. Ngay cả khi có võ giả có thể thoát khỏi, không bị trấn nhiếp, nhưng dưới uy áp như vậy, tâm linh cũng sẽ bị dao động, thân thể nặng nề, 10 phần thực lực cũng khó phát huy được 3-4 phần. Tiên thiên uy áp. Lục Thanh lẩm bẩm. Lúc này, hắn cuối cùng đã cảm nhận được một phần sức mạnh của tiên thiên cảnh. Chưa nói đến thân thể tiên thiên cảnh, hay tiên thiên chân khí huyền diệu kia mạnh mẽ đến mức nào chỉ riêng tiên thiên uy áp này đã đủ để có lợi thế tự nhiên khi đối mặt với võ giả hậu thiên cảnh. Đúng vậy, vì thế A Thanh, sau này nếu ngươi gặp phải tiên thiên cảnh, nhất định phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối đừng nên cậy mạnh mà đắc tội với loại tồn tại đó. Lão đại phu biết đệ tử mình có thiên phú kinh người, tương lai không lâu nữa, có lẽ sẽ bước vào nội phủ cảnh. Thiên phú tu hành xuất chúng thường đi kèm với sự tự tin mạnh mẽ. Ông không hy vọng Lục Thanh sau này gặp phải một tiên thiên cảnh nào đó, lại vì thái độ không đủ cung kính mà khiến đối phương chán ghét. Như vậy, dù có thiên phú xuất chúng đến đâu, trước thực lực tuyệt đối cũng sẽ không chịu nổi một kích. Không thể đắc tội tiên thiên cảnh sao? Lục Thanh nghe vậy, gãi đầu, "Sư phụ, nếu người nói điều này sớm vài ngày, có lẽ còn được, nhưng bây giờ thì đã muộn, đệ tử hình như đã đắc tội một vị tiên thiên cảnh rồi." "Sao cơ?" lão đại phu giật mình mấy ngày trước đệ tử lên núi hái thuốc kết quả tại một sơn cốc gặp mã gia đang bị truy sát đệ tử đoán hai tên ác đồ truy sát ngụy phu nhân và những người khác có lẽ là thuộc về thế lực đã uy hiếp ngụy gia trong huyện thành mấy ngày nay đệ tử đã giết chúng kẻ đứng sau thế lực đó e là sẽ không bỏ qua lục thanh kể lại tỉ mỉ chuyện hắn cứu mã cổ và mẹ con ngụy phu nhân mấy ngày trước bao gồm cả việc giết hai tên đệ tử Thiên Thương Tông. Mấy ngày trước hắn không nói, thứ nhất là vì sư phụ chưa đột phá, nói cũng vô dụng. Thứ hai là vì sư phụ sắp đột phá, hắn không muốn để sư phụ lo lắng, ảnh hưởng đến tâm cảnh. Giờ sư phụ đã đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn cũng có thể yên tâm nói ra chuyện này. Chuyện này, nghe Lục Thanh kể lại, lão đại phu trầm mặt một hồi ông không ngờ vừa mới khuyên hắn không nên tùy tiện đắc tội tiên thiên cảnh kết quả ngay lập tức hắn đã nói mình đã đắc tội hơn nữa còn rất có thể là một cường giả tiên thiên lâu năm nhưng ông cũng không thể nói lục thanh làm sai bởi vì ông biết nếu gặp chuyện như vậy ông cũng nhất định sẽ ra tay không thể trơ mắt nhìn mã cổ và mẹ con ngụy phu nhân bị giết hại tối đa ông sẽ không lấy mạng hai người kia nhưng ông cũng biết thực lực của đệ tử mình cách đây không lâu hắn còn mới bước vào cân cốt cảnh đối mặt với hai đối thủ mạnh như vậy có thể sống sót đã là kỳ tích nói gì đến việc nương tay đó chẳng qua là chuyện viễn vông vì vậy nhất thời lão đại phu thật sự không biết nên nói gì sư phụ đệ tử có làm sai không lục thanh hơi lo lắng hỏi lão đại phu thở dài nói ngươi lúc đó là vì cứu người có gì sai đâu gặp phải việc này chỉ có thể nói là chúng ta sư đồ vận khí không tốt chẳng nói đến đúng sai gì cả nghĩ đến đệ tử vậy mà đắc tội với tồn tại mạnh mẽ như vậy đột nhiên lão đại phu cảm thấy việc đột phá của mình cũng có chút không vui nếu như ông không đột phá sẽ không biết tiên thiên cảnh mạnh mẽ đến nhường nào trong lòng cũng sẽ không lo lắng như bây giờ sư phụ giờ người cũng là tiên thiên cảnh rồi cũng không cần quá kiên kỵ những tiên thiên cảnh khác chứ lục thanh hỏi sư phụ ta làm sao có thể so với những tiên thiên cảnh khác được. Lão đại phu cười khổ nói, lão già ta chỉ là một thầy thuốc, đánh nhau chém giết không hề am hiểu, làm sao có thể là đối thủ của những cường giả từ nhỏ đã tu luyện, từ trong chém giết mà bước vào tiên thiên cảnh. Có truyền thừa của Lý Duy Thiên tiền bối để lại cũng không được sao, lão đại phu ngập ngừng. Trầm mặt một chút, mới nói, chỉ có thể như vậy thôi, chỉ là công pháp mà Lý Duy Thiên tiền bối để lại, huyền ảo dị thường, không biết lão già ta có học được không? Nhất định có thể, sư phụ chỉ dựa vào một môn dưỡng thân quyền mà tu luyện tới nội phủ viên mãn cảnh giới, công pháp của Lý Duy Thiên tiền bối chắc chắn sẽ không làm khó được người. Lục Thanh lập tức nịnh nọt. Đừng có nịnh hót sư phụ nữa, lão già này có bao nhiêu cân lượng, ta tự biết. Lão đại phu cười mắng một câu. Nhưng đến tình cảnh này, ông cũng chỉ có thể thử một lần xem trong truyền thừa của lý duy thiên tiền bối có thể tìm được một hai môn công pháp đơn giản để học hay không không cầu có thể đánh bại tên tiên thiên cảnh thần bí kia chỉ cầu có thể nắm giữ thêm một chút sức mạnh để bảo vệ hai thầy trò họ và cả dân làng trong thôn thấy sư phụ định tu luyện truyền thừa của lý duy thiên lục thanh âm thầm thở vào nhẹ nhõm hắn biết tính tình của sư phụ nếu không tạo cho ông một chút áp lực e rằng sau khi đột phá ông sẽ lai like bơ nghiên cứu y thuật hơn là nhanh chóng tu luyện công pháp của lý duy thiên còn về việc sư phụ có học được công pháp trong ngọc giảng hay không lục thanh không hề lo lắng sư phụ có thể không có sư thừa võ đạo mà từ một môn công pháp không hoàn chỉnh suy diễn ra dưỡng thân quyền tinh diệu như vậy một công pháp nội phủ cảnh lại có thể trong thời gian ngắn như vậy ngộ ra tiên thiên pháp mà lý duy thiên để lại rèn luyện ra thần hồn lực bước vào tiên thiên cảnh cho dù nhìn từ phương diện nào ông cũng xứng đáng được gọi là một thiên tài võ đạo chân chính chỉ là bấy lâu nay sư phụ luôn say mê y thuật không nhận thức rõ ràng về thiên phú của mình mà thôi sư phụ đệ tử biết tiên thiên chân khí mà tiên thiên cảnh tu luyện ra đều có thuộc tính không biết thuộc tính tiên thiên chân khí của sư phụ là gì lục thanh hỏi tiên thiên chân khí của ta chưa có thuộc tính tuy nhiên điều khiến lục thanh không ngờ là lão đại phu lại lắc đầu thấy lục thanh ngạc nhiên lão đại phu mỉm cười ông biết đệ tử mình tuy có được không ít công pháp tiên thiên cảnh nhưng đối với nhiều chuyện về tiên thiên cảnh vẫn còn mơ hồ xét cho cùng con đường tu luyện huyền diệu khó lường có nhiều điều không tự mình đạt tới cảnh giới đó thì không thể nào hiểu rõ tường tận nói trắng ra chính là cảnh giới chưa tới biết nhiều cũng vô ích điều này cũng không khó hiểu cơ thể con người kỳ diệu huyền ảo khó lường ngoại trừ những người có thiên phú dị bẩm hoặc bẩm sinh tàn tật, người bình thường đều có ngũ hành chi khí đầy đủ, tuần hoàn không ngừng, mới có thể có thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, không bệnh tật, làm sao có thể phân chia thuộc tính, theo sách vở ghi lại, thuộc tính của tiên thiên chân khí không phải tự có, mà là do người tu luyện cố ý tạo ra. Tiên thiên chân khí ban đầu tu luyện ra đều không có thuộc tính, giống như lúc trời đất mới hình thành, trống rỗng thuần túy. Chỉ có trong quá trình tu luyện sau này, võ giả tiên thiên cảnh mới dựa theo sở thích của bản thân, dùng thần hùng lực dung hợp với chân khí, vận chuyển công pháp, có chọn lọc mà luyện hóa thiên địa nguyên khí bên ngoài, mới có thể khiến tiên thiên chân khí trong cơ thể nhiễm phải thuộc tính. Lão Đại Phu sau khi tấn thăng tiên thiên cảnh, đã có sự hiểu biết rõ ràng về nhiều kiến thức tu luyện được giảng giải trong Ngọc Giảng Truyền Thừa của Lý Duy Thiên. Vì vậy, ông giải thích những gì mình hiểu cho Lục Thanh nghe. Ý sư phụ là, sau khi đột phá tiên thiên cảnh, việc lựa chọn loại công pháp tu luyện nào sẽ quyết định thuộc tính của chân khí lục thanh lập tức hiểu ra đúng vậy vạn vật trên thế gian đều có thể phân chia theo ngũ hành thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng không ngoại lệ tiên thiên cảnh lựa chọn luyện hóa loại thiên địa nguyên khí nào sẽ quyết định thuộc tính của chân khí lão đại phu gật đầu lúc trước khi thần hồn lực vượt qua huyệt bách hội cảm ứng được nguyên khí muôn màu giữa trời đất lão đại phu đã có nhận thức sâu sắc hơn về thiên địa nguyên khí này vậy có thể luyện hóa ngũ hành nguyên khí cùng một lúc để chân khí của mình cũng ngũ hành tề tụ không lục thanh nảy ra ý tưởng về lý thuyết thì có thể nhưng tinh lực con người có hạn luyện hóa một loại nguyên khí đã tốn phần lớn thời gian tu luyện của tiên thiên cảnh rồi làm sao có thêm tâm thần tinh lực để luyện hóa nhiều thiên địa nguyên khí hơn nữa lục thanh nghĩ cũng phải tham thì thâm quá tham lam thường thường chẳng được gì nếu ngũ hành dễ dàng luyện hóa như vậy thì công pháp tiên thiên cảnh trên đời này đã không phân chia thuộc tính rồi vậy sư phụ người định tu luyện công pháp gì lục thanh biết trong truyền thừa lý duy thiên để lại có mấy bộ công pháp tiên thiên cảnh thuộc tính của chúng không hoàn toàn giống nhau không biết sư phụ sẽ chọn tu luyện bộ nào ta chưa quyết định còn cần cân nhắc thêm lão đại phu lắc đầu ở lại tiểu viện trên sườn núi một lúc, sau khi hỏi sư phụ thêm nhiều điều về cảm ngộ tiên thiên cảnh, hiểu rõ hơn về cảnh giới này, Lục Thanh mới dẫn Tiểu Ly và Tiểu Nghiên rời đi. Sư phụ vừa mới đột phá, còn cần một thời gian bế quan để củng cố và tiêu hóa những cảm ngộ lúc đột phá, hắn không nên quấy rầy quá lâu. Tuy nhiên, trước khi đi, lão đại phu cũng dặn dò Tiểu Ly một phen, bảo nó sau này đừng dựa vào khả năng tàn hình của mình mà quá nghịch ngợm. Hóa ra, lúc nãy Tiểu Ly và Tiểu Nghiên chơi đùa trong sân, nó lại dùng khả năng tàn hình để chơi trốn tìm với Tiểu Nghiên. Nhưng đã bị lão đại phu, giờ đã là tiên thiên cảnh, nhìn thấu khả năng tàn hình huyền diệu của nó. Điều này cũng khiến Lục Thanh giật mình, biết suy đoán trước đó của hắn là đúng. Khả năng tàn hình của Tiểu Ly không thể che giấu được cảm giác của tiên thiên cảnh. Hắn cũng biết, sư phụ bề ngoài là khuyên bảo Tiểu Ly, nhưng thực chất là đang nhắc nhở hắn, đừng dựa vào khả năng tàn hình của Tiểu Ly mà làm những việc nguy hiểm. Dù sao lúc trước hắn kể lại chuyện cứu Mã Cổ và những người khác, có nói đến việc Vương Thanh Sơn bị Tiểu Ly giết như thế nào. Trở về từ tiểu viện trên sườn núi, Tiểu Ly và Tiểu Nghiên bắt đầu mệt mỏi. Lục Thanh biết, đây là do cơ thể hai tiểu nha đầu đã hấp thụ không ít nguyên khí xương trắng lúc sư phụ đột phá. Nguyên khí xương trắng đó là do pháp tắc thiên địa ngưng tụ thành, có năng lượng sinh mệnh vô cùng ôn hòa và đậm đặc là kỳ vật không thua kém gì linh dịch địa mạch có lợi ích rất lớn cho cơ thể con người người bình thường hấp thụ được một hai tia cũng có thể cường thân kiện thể bệnh tật tiêu tan huống chi hai tiểu nha đầu còn hấp thụ nhiều như vậy sự mệt mỏi là do cơ thể chúng nhất thời chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết lượng lớn nguyên khí sương mù này chỉ có thể thông qua giấc ngủ để từ từ tiêu hóa ngay cả lục thanh lúc này cũng cảm thấy trong cơ thể có một nguồn năng lượng khổng lồ đang sụt sôi khiến hắn có chút khó chịu. Lục Thanh để hai tiểu nha đầu lên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy chúng đã ngủ say, lúc này mới ra sân kéo giá quyền ra bắt đầu luyện dưỡng thân quyền. Thân thể vận động, năng lượng từ nguyên khí sương trắng trong cơ thể lập tức có chỗ sử dụng, nó bắt đầu theo sự điều khiển của tâm thần Lục Thanh, dần dần dung nhập vào khí huyết, gân cốt và thậm chí cả những tầng sâu hơn trong cơ thể hắn khiến cho cơ thể lục thanh không chỉ nhanh chóng mạnh mẽ hơn mà còn tràn đầy sức sống hơn lần tu luyện này lục thanh luyện rất lâu luyện đi luyện lại dưỡng thân quyền hết lần này đến lần khác từ lúc mặt trời lên cao cho đến khi hoàng hôn buông xuống nếu không phải dân làng thường xuyên thấy lục thanh luyện quyền trong sân e rằng họ sẽ nghi ngờ hắn có bị điên không nhưng dù vậy thấy hắn luyện quyền lâu như vậy vẫn khiến một số dân làng lo lắng sợ cơ thể hắn không chịu nổi trương đại gia ở sát vách đã ra khỏi nhà nhiều lần đến bên ngoài sân của lục thanh lo lắng nhìn hắn hoàn toàn nhập thần luyện quyền nếu không phải thấy sắc mặt lục thanh không có gì khác thường có lẽ ông cũng không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản lục thanh không để ý đến những điều này hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện tập dưỡng thân quyền hắn đang ở trong một trạng thái kỳ diệu cuối cùng đợi đến khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng tắt toàn thân lục thanh chấn động gân cốt toàn thân bỗng nhiên kêu răng rắc thật không ngờ lại đột phá lần nữa đạt tới cân cốt cảnh đại thành đứng giữa sân lục thanh lặng lẽ cảm nhận trạng thái cơ thể mình không sai vừa rồi hắn đã thành công đột phá đến cân cốt cảnh đại thành cơ duyên từ việc chứng kiến đột phá tiên thiên cảnh quả nhiên không nhỏ hôm qua hắn mới đột phá tới cân cốt cảnh tiểu thành nhờ hấp thụ nguyên khí xương trắng khi chứng kiến sư phụ đột phá chỉ chưa đầy một ngày Hắn lại đột phá lần nữa, bước vào cân cốt cảnh đại thành. Tốc độ tu luyện như vậy, nếu để cho võ giả khác biết, e rằng sẽ phải kinh ngạc há hốc mồm. Hơn nữa, Lục Thanh còn cảm nhận được, sau khi bước vào cân cốt cảnh đại thành, sinh cơ năng lượng biến đổi từ nguyên khí xương trắng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, phần còn lại ẩn sâu trong cơ thể, âm thầm nuôi dưỡng nhục thân của hắn. Cứ đà này, có lẽ hắn đạt tới cân cốt cảnh viên mãn cũng không còn xa. Thanh vừa rồi là gì vậy? Lúc này một giọng nói kinh ngạc vang lên. Lục Thanh quay đầu lại thấy Trương Đại Gia và mấy thôn dân khác đang nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là họ bị dị tượng gân quốc toàn thân hắn trung lên khí kình chấn động vừa rồi làm cho sợ hãi. À, không có gì, chỉ là buổi chiều lúc luyện võ ta có chút cảm ngộ vừa mới thuận lợi đột phá. Lục Thanh trả lời. Thực ra khi luyện quyền. Lục Thanh có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài, biết được động tĩnh của Trương Đại Gia và những người khác. Chỉ là vì họ không quấy rầy hắn, nên Lục Thanh cũng không để ý. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Đại Gia và mọi người, Lục Thanh cảm thấy sau này vẫn nên cố gắng luyện tập trong rừng trúc sau núi thì hơn. Ra là vậy, tốt quá rồi. Trương Đại Gia và những người khác nghe Lục Thanh trả lời, đều thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù họ không hiểu về tu luyện, nhưng nghe lục thanh nói cũng biết đây là chuyện tốt đều cảm thấy vui mừng cho hắn biết lục thanh không sao trương đại gia và mọi người dần dần giải tán lục thanh trở về nhà thấy tiểu nghiên và tiểu ly vẫn đang ngủ say cũng không đánh thức chúng liền tự mình chuẩn bị một bữa tối mãi đến sáng hôm sau hai tiểu nha đầu mới tỉnh dậy vừa thức dậy cả hai đã kêu đói lục thanh mang ra cơm và cá đã chuẩn bị sẵn từ sớm hai tiểu nha đầu liền há miệng ăn ngấu nghiến Nhưng lúc lũ nhỏ đang ăn lục thanh cũng dùng dị năng xem xét tình hình của chúng đầu tiên là tiểu nghiên ánh sáng dị năng màu đỏ đậm xen lẫn một tia màu vàng kim đột nhiên nở rộ trước mắt lục thanh lục tiểu nghiên một con non nhân loại giống cái tiểu nha đầu may mắn sau khi dùng linh dịch địa mạch dường như đã vô tình thức tỉnh thiên phú đặc biệt băng cơ ngọc cốt thể chất tinh khiết không nhiễm bụi trần băng thanh ngọc khiết là hạt giống tu luyện bẩm sinh tu luyện công pháp thuộc tính hàng băng có hiệu quả gấp rưỡi do hấp thụ xương trắng nguyên khí thiên địa giàu sinh cơ ngưng tụ từ quy tắc thiên địa khi đột phá tiên thiên cảnh thân thể có một tia hàm ý của tiên thiên đạo thể ti lục thanh đầu tiên là bị tia sáng màu vàng kim trong ánh sáng dị năng của tiểu nghiên làm cho kinh ngạc ngay sau đó khi lục thanh nhìn thấy dòng chữ cuối cùng hắn càng hít một hơi lạnh tiên thiên đạo thể đây chính là thể chất thần dị được tôn sùng vô cùng trong truyền thừa của thần phù môn tương truyền người có được thể chất thần dị này là đứa con cưng của trời đất thiên chi kiêu tử đích thực bất kể tu luyện gì cũng đều vô cùng nhanh chóng gần như không có bình cảnh ví dụ như việc tu luyện phù văn vốn đã đủ khó khăn không phải thiên tài chân chính thì ngay cả nhập môn cũng không được nhưng trước tiên thiên đạo thể chân chính phù văn chi đạo cũng sẽ trở nên vô cùng đơn giản muốn nhập môn chẳng khác nào ăn cơm uống nước không ngờ tiểu nghiên lại có được một tia thể chất tiên thiên đạo thể dù chỉ là một tia nhưng cũng đủ để chứng minh thiên phú đáng sợ của tiểu nghiên hiện tại nếu thần phù môn còn tồn tại với sự tôn sùng đối với tiên thiên đạo thể trong truyền thừa e rằng họ sẽ tranh nhau thu nhận tiểu nghiên làm đệ tử xem xong sự biến đổi của tiểu nghiên lục thanh lại chuyển ánh mắt sang tiểu ly sau đó, hắn thấy ánh sáng dị năng màu đỏ đậm, pha lẫn một chút màu vàng kim nhàn nhạt, lại hiện ra. Linh ly hắc dạ, linh thú trong núi, ấu thể, giống cái. Tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén, có thể phá đá vỡ kim loại, cắt chém vạn vật. Có kỹ năng thiên phú, lông da có thể bẻ cong ánh sáng, hòa mình vào bóng tối. Trong truyền thuyết, Linh Ly hắc dạ cực thích ăn cá, nhưng lại trời sinh sợ nước, chỉ có thể nhìn cá mà thở dài do hấp thụ xương trắng nguyên khí thiên địa giàu sinh cơ, ngưng tụ từ quy tắc thiên địa khi đột phá tiên thiên cảnh, có dấu hiệu tiến hóa thành linh thú tiên thiên. Màu vàng kim trong ánh sáng dị năng hiển thị trên người tiểu ly thậm chí còn đậm hơn một chút so với tiểu nghiên. Tương tự, trên người nó cũng có thêm một dòng chữ. Linh thú tiên thiên, đó là gì, chỉ là lục thanh lại không hiểu rõ về dòng chữ này. Trong truyền thừa của thần phụ môn không có ghi chép gì về linh thú tiên thiên nhưng dựa theo tình huống của tiểu nghiên tiên thiên linh thú này e rằng cũng là một sinh linh lợi hại không ngờ hai tiểu nha đầu sau một đêm ngủ dậy đều nhận được lợi ích lớn như vậy so ra hắn vất vả tu luyện hơn nửa ngày mới đột phá đến cân cốt đại thành lại có vẻ bình thường ca ca sao vậy trên mặt tiểu nghiên có cơm dính à tiểu nghiên thấy lục thanh ngẩn người nhìn mình không hiểu chuyện gì sờ lên mặt hỏi không có Ca ca chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi, mau ăn đi." Lục Thanh Hoàng Hồn cười nói. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm lưu ý, thiên phú của hai tiểu nha đầu càng tốt, hắn càng không thể lơ là việc bồi dưỡng chúng sau này, nếu không sẽ lãng phí cơ duyên tốt như vậy. "Vâng." Tiểu Nghiên thấy không có chuyện gì, lại cúi đầu ăn tiếp. Lúc này, Lục Thanh cảm thấy ống quần mình bị kéo mấy lần, cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Ly đang ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Sao vậy, Tiểu Ly?" Lục Thanh hỏi. Tiểu Ly dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào bát cơm của mình, Lục Thanh nhìn sang, thấy bên trong đã trống trơn. "Ăn xong nhanh vậy sao?" Lục Thanh ngạc nhiên. Hắn đã cho Tiểu Ly một lượng cá theo khẩu phần bình thường, trước đây nó phải ăn một lúc lâu mới hết. Chẳng lẽ sau khi hấp thụ nguyên khí xương trắng, khẩu phần ăn cũng tăng lên, Tiểu Ly, ngươi vẫn chưa no à?" Ngao, Tiểu Ly gật đầu. Vậy ta đi lấy thêm cho ngươi. Xem ra khẩu phần ăn thật sự đã tăng lên nhiều. Lục Thanh đứng dậy, đi về phía bếp. Đến bếp, hắn mới phát hiện cá trong hồ đã gần hết, không còn mấy con cá nhỏ nữa. Mấy ngày nay vì chuyên tâm tu luyện, lại mong chờ sư phụ đột phá, Lục Thanh đã không đi câu cá. Đến nỗi cá dự trữ trong nhà cũng gần hết. Lục Thanh vớt mấy con cá nhỏ còn lại, mang đến trước mặt Tiểu Ly. Tiểu Ly chỉ còn mấy con này thôi có đủ cho ngươi ăn không tiểu ly nhìn mấy con cá nhỏ đang nhảy trong chậu lại nhìn lục thanh trong đôi mắt to hiện lên nước mắt đừng đừng ta biết rồi ta sẽ đi câu cá cho ngươi ngay đừng khóc nữa lục thanh thấy bộ dạng này của nó lập tức kêu lên nước mắt trong mắt tiểu ly mới dần dần tan đi ca ca cá của tiểu ly hết rồi sao lúc này tiểu nghiên hỏi ừm um, mấy ngày nay ca ca không có thời gian đi câu cá cá trong nhà đã ăn gần hết rồi tiểu ly nghe vậy nước mắt lại dâng lên trong mắt tiểu ly ngoan nào lát nữa chúng ta có thể cùng ca ca đi câu cá như vậy ngươi sẽ được ăn cá tươi nhất tiểu nghiên vuốt lưng tiểu ly an ủi nó tiểu ly nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn lục thanh lục thanh gật đầu ngay được chúng ta cùng đi câu cá dù sao tiểu ly có thiên phú tàn hình không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Trước đây nó cũng đã đi câu cá với họ vài lần. Thấy Lục Thanh đồng ý, tiểu thú đen lập tức vui vẻ, đuôi vẫy cao. Nó rất thích đi câu cá cùng Lục Thanh. Trong mắt nó, việc Lục Thanh có thể dùng một cây trúc câu lên những con cá mà nó chỉ có thể nhìn chứ không thể bắt được là một điều rất kỳ diệu và lợi hại. Biết lát nữa có thể ra ngoài chơi, tiểu nghiên cũng ăn nhanh hơn nhiều. Xì sụp vài miếng, đã ăn hết cơm trong bát. Ca ca, muối ăn xong rồi, có thể đi câu cá chưa, đợi chút nữa, ta rửa bát trước đã. Lục Thanh lắc đầu, thu dọn bát đổ vào bếp, rửa sạch sẽ rồi cất đi. Lúc này mới đi lấy dụng cụ câu cá. Cần câu, giỏ cá, vó, mồi câu, đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai tiểu nha đầu đã ngoan ngoãn chờ bên cạnh từ lâu. Trên người tiểu nghiên còn đeo một chiếc giỏ nhỏ đó là lục thanh nhờ một lão nhân trong thôn giỏi đang tre trúc làm giúp tiểu nha đầu thường xuyên đi theo hắn chạy tới chạy lui kể cả đi câu cá nàng cũng cần có giỏ riêng của mình để đựng một số đồ chơi nhỏ như búp bê chẳng hạn ca ca để muội cầm giúp một chút tiểu nghiên tiến lên thành thạo nhận lấy ống trúc đựng dung đeo lên cổ lại vác vó lên vai hùng dũng quay vệ chỉ tay về phía trước xuất phát rồi dẫn đầu chạy ra ngoài lục thanh nhìn mà buồn cười tiện tay khóa cửa lại, rồi đi theo. Còn Tiểu Ly, nó đã vào trạng thái tàn hình, nhảy vào giỏ của Tiểu Nghiên. Dù sao Tiểu Nghiên hiện tại có tố chất cơ thể rất tốt, chút trọng lượng này đối với nàng không thành vấn đề. Trong làng, Tiểu Nghiên chạy trước, Lục Thanh thông thả đi theo phía sau. Có thôn dân gặp, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. A à, Thanh lại đi câu cá à. Có thôn dân hỏi. Ừm. Ta đi câu vài con cho vui." Lục Thanh gật đầu. "Thật không hiểu sao ngươi lại thích câu cá như vậy, câu nhiều cá như thế, ăn không ngán sao?" Thông dân tỏ vẻ không hiểu. Họ thường xuyên thấy Lục Thanh đi câu cá, mỗi lần đều thu hoạch được không ít. Nếu là họ, ngày nào cũng ăn cá, chắc đã ngán đến tận cổ. Đồ ăn thi thoảng đổi món thì còn được, chứ ngày nào cũng ăn, làm sao chịu nổi cái mùi tanh của cá. Cũng tạm được ta chỉ có chút sở thích này hơn nữa ta cũng thích ăn cá sư phụ lão nhân gia cũng thích ăn cá con chiên giòn nhắm rượu lục thanh cười nói cũng không thể nói là trong nhà có một con mèo tham ăn chỉ thích ăn cá được cá chiên à vậy thì ngon biết mấy thảo nào lão đại phu thích ăn mắt các thôn dân sáng rực lên cá chiên họ cũng không dám tưởng tượng nó thơm ngon đến nhường nào đáng tiếc là dầu không trẻ cho dù họ có biết cách làm cũng không dám lãng phí dầu như vậy đúng là rất ngon mọi người có thời gian rảnh rỗi thì đến nhà ta nếm thử ha ha có dịp nhất định sẽ đến thử sau khi trò chuyện với mấy thôn dân vài câu lục thanh dẫn tiểu nghiên rời đi đến bờ sông ngoài làng nơi hắn đến đầu tiên chính là điểm câu kỳ ngư kia đây là thói quen của lục thanh mỗi lần đi câu cá hắn đều sẽ đến điểm câu này một lúc xem có thể câu được thêm một con kỳ ngư nào không dù sao hắn đã hứa với tiểu ly sẽ cho nó nếm lại hương vị của kỳ ngư đáng tiếc là từ khi câu được hai con hoàng kim thu đó hắn không còn câu được thêm con kỳ ngư nào nữa trước đây lục thanh còn cảm thán rằng sông nhỏ ngoài làng này lại có nhiều kỳ ngư đến vậy bây giờ xem ra không phải là trong sông có nhiều kỳ ngư mà rõ ràng là do hắn mới đến thế giới này nên được bấp tân thủ mới có thể liên tục câu được kỳ ngư giờ bấp tân thủ đã hết đừng nói kỳ ngư ngay cả một chiếc vẫy kỳ ngư hắn cũng không câu được nữa lục thanh không phải là chưa từng thử tìm kiếm ở những đoạn sông khác xem có thể tìm thấy một điểm câu kỳ ngư nào không nhưng hắn đã đi dọc theo con sông nhỏ này cả chục dặm mà vẫn không thể tìm thấy một điểm câu nào có kỳ ngư xuất hiện điểm câu sơ cấp thì có nhưng thông tin hiển thị đều không liên quan đến kỳ ngư cuối cùng lục thanh kết luận rằng con sông ngoài làng này có lẽ chỉ có một điểm câu kỳ ngư đó thôi còn lý do hẳn là do mấy cây huyết hạnh thụ bên bờ sông ở điểm câu đó đó mới là nguyên nhân căn bản thu hút kỳ ngư xuất hiện tuy nhiên lục thanh vẫn chưa rõ nguồn gốc của huyết hạnh thụ hắn đã từng hái vài quả huyết hạnh cho sư phụ nhưng sư phụ cũng không nhận ra loại quả này chỉ sau khi thử dược tính của nó mới thấy là một vị thuốc khá tốt còn về lý do tại sao nó có thể thu hút kỳ ngư hắn cũng không giải thích được ngồi trước điểm câu lục thanh thành thạo gắn hai quả huyết hạnh vào lưỡi câu rồi thả xuống điểm câu mấy ngày nay lục thanh đã nâng cấp cần câu của mình lên một lần nữa ngoại trừ dây câu vẫn là tơ tuyết tàm cần câu và lưỡi câu đều đã được thay đổi đặc biệt là lưỡi câu là do hắn nhờ một thợ rèn lớn trong thành nơi mã cổ ở đặc chế tốn không ít công sức mười lưỡi câu hắn đã trả tổng cộng mười lượng bạc mỗi lưỡi câu một lượng nếu tính theo trọng lượng một lưỡi câu còn quý hơn cả vàng lúc trước khi mã cổ nghe thấy giá của lưỡi câu hắn cũng giật mình nhìn lục thanh với ánh mắt có chút kỳ lạ hắn không ngờ lục thanh lại có sở thích xa xỉ như vậy chỉ vài cái lưỡi câu mà tốn kém đến thế đương nhiên lục thanh không để ý đến ánh mắt của mã cổ dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền chưa kể số bạc hắn kiếm được từ khoái hoạt trại riêng ở chỗ sư phụ đã có một khoản tiền lớn mà hai thầy trò không biết nên xử lý như thế nào chi một chút bạc để đặt làm vài cái lưỡi câu hắn căn bản không quan tâm hơn nữa tiền nào của nấy lưỡi câu do thợ rèn lớn này chế tạo có chất lượng thực sự rất tốt độ bền gần như tương đương với chiến đao của hắn đừng nói là câu cá dù có dùng làm ám khí cũng vẫn dư sức ném lưỡi câu xuống nước lục thanh bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Ly thì hiện hình ra, ngồi xổm bên cạnh hắn, cũng chăm chú nhìn theo phao câu. Còn Tiểu Nhiên, đã lấy đồ chơi ra từ chiếc giỏ nhỏ của mình. Nàng biết Tiểu Ly và ca ca mỗi lần đến bờ sông đều chỉ mãi mê câu cá, không thèm chơi với nàng, nên nàng đành tự chơi một mình. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Tiểu Ly, Lục Thanh thấy buồn cười. Tiểu nha đầu này thật sự có tiềm năng trở thành một tay câu cá cừ khôi, nếu móng vuốt của nó không quá nhỏ để cầm đồ vật, hắn đã làm cho nó một chiếc cần câu nhỏ để chơi rồi. Lưỡi câu đã xuống nước một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh. Lục Thanh đã quen với điều này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu có còn kỳ ngư nào trong sông này không. Lý do hắn vẫn đến đây mỗi lần, có lẽ chỉ là vì thói quen. Cộng thêm một chút hy vọng mong manh, biết đâu vẫn còn. Lại một lúc nữa trôi qua, thấy phao vẫn không động đậy, Lục Thanh định thu cần, chuyển sang điểm câu khác để câu cá bình thường. Điểm câu này đã bị hắn câu nhiều lần trước đó, cá dưới đáy đã không còn nhiều, dù sao cũng phải cho nó thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Ngay khi Lục Thanh đưa tay ra, chuẩn bị thu cần. Ngay sau đó, chiếc phao vốn đang tĩnh lặng trên mặt nước bỗng nhiên rung lên, rồi đột ngột chìm xuống. Cốt lắm, lại dám đánh lén, Lục Thanh lập tức nắm chặt cần câu. Cùng lúc đó, mắt Tiểu Ly cũng mở to nhìn thấy có cá cắn câu bất ngờ lục thanh nhưng thật ra cũng không lấy làm lạ cá ở thế giới này thích đánh lén hắn đã quen từ lâu rồi điều khiến hắn phấn khích là lần này hắn dùng mồi là huyết hạnh thứ này bình thường chỉ có kỳ ngư mới thích ăn cá thường dường như không hứng thú cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ từ cần câu lục thanh gần như chắc chắn rằng lần này mắc câu nhất định là kỳ ngư bởi vì ngoài thanh giáp ngư lớn ra những loài cá bình thường khác trong sông không có sức mạnh lớn như vậy. Tiểu Ly lúc này cũng không thể bình tĩnh, cứ quanh quẩn bên cạnh Lục Thanh, gần như muốn giúp hắn kéo cần câu. "Tiểu Ly, đừng gấp, con cá này không thoát được đâu." Lục Thanh trấn an tiểu thú đen, tay vẫn cầm chắc cần câu. Với thực lực võ đạo hiện tại của hắn, tự nhiên không thể nào giống như trước đây, bị một con cá kéo đến mất thăng bằng. Nghe Lục Thanh nói, Tiểu Ly mới bình tĩnh lại một chút ngồi sõng bên bờ sông. Nhưng mắt nó vẫn nhìn chầm chầm mặt nước, đuôi không ngừng vẫy, thể hiện sự không yên trong lòng. Lục Thanh cầm cần câu, bắt đầu kỹ thuật, dắt cá. Hôm nay hắn là một cường giả võ đạo cân cốt cảnh đại thành, cảnh giới đao pháp càng đã đạt đến tông sư, lĩnh ngộ cương nhu cùng tồn tại, nhu nhuyễn như nước. Lại thêm cần câu đã được nâng cấp nhiều. Với thực lực của hắn, chắc cá không nên là việc quá khó khăn. Cứ như vậy, không lâu sau, một con cá có vảy ánh vàng nhạt, thân hình thon dài đã bị Lục Thanh câu lên. "Ngao, ngao, ngao." Thấy cá bị câu lên, Tiểu Ly lập tức phấn khích. Nó chạy vòng quanh chân Lục Thanh, không ngừng kêu réo. "Ca ca, con cá này đẹp quá." Tiểu Nghiên, vốn đang chơi đằng sau gốc cây, nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới. "Tiểu Ly đừng gấp, để ta xem đây là cá gì rồi sẽ cho ngươi ăn." Lục Thanh gỡ cá khỏi lưỡi câu, ước lượng một chút con cá này không tính nặng, ước chừng hơn hai cân một chút, nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ. Vừa rồi khi Lục Thanh dắt nó, hắn phát hiện sức lực của nó còn lớn hơn cả con hồng nguyệt lý trước đó. Nếu không phải cần câu của hắn đã được nâng cấp, chưa chắc đã có thể kéo nó lên được. Đặc điểm rõ ràng nhất của con cá này là hai bên mép có hai râu thịt rất dài, gần bằng nửa thân mình. Toàn thân phủ một lớp vảy ánh vàng, dưới ánh nắng mặt trời trông rất đẹp. Đặt con cá trước mặt, Lục Thanh dùng dị năng lặng lẽ quan sát. Nhanh chóng, một luồng ánh sáng dị năng màu đỏ pha chút bạc nổi lên từ thân cá. Long tu ngư, kỳ ngư, khoác lớp vẫy ánh vàng, lực lượng kinh người, tốc độ bơi cực nhanh. Chứa linh vận, thịt tươi ngon bổ dưỡng, là sản vật của biển cả. Tương truyền, Long tu ngư có một tia huyết mạch giao long trong cơ thể, nên thịt cá có dương khí rất mạnh, cực kỳ bổ dưỡng. Long tu ngư, Lục Thanh tò mò nhìn con kỳ ngư trong tay. Theo mô tả trên tờ giấy, thứ này có vẻ thích hợp cho nam giới ăn hơn. Tiểu Ly ăn có vấn đề gì không, nhưng nhìn thấy Tiểu Ly nhìn hắn chầm chầm, Lục Thanh cũng biết, nếu hắn không cho nó ăn, chắc chắn Tiểu Nha đầu này sẽ khóc lóc ăn vạ cho hắn xem. Tuy nhiên, Lục Thanh cảm thấy, một linh thú kỳ lạ như Tiểu Ly vốn có giác quan đặc biệt thần kỳ. Nó có thể dễ dàng phân biệt thứ gì có lợi và thứ gì có hại cho mình vì nó khao khát con kỳ ngư này như vậy, chắc hẳn nó có lợi ích không nhỏ đối với nó. Nghĩ vậy, Lục Thanh dứt khoát ném con cá cho Tiểu Ly. Được rồi, Tiểu Ly, con kỳ ngư này cho ngươi. Tiểu Ly, vốn đang chăm chú nhìn con kỳ ngư trong tay Lục Thanh, lập tức mừng rỡ. Nó vồ lấy con cá, tha đến một bãi cỏ sạch sẽ bên cạnh, ăn ngấu nghiến. Mỗi miếng ăn vào, mắt nó lại hạnh phúc nheo lại, đuôi không ngừng vẫy lục thanh thấy nó ăn vui vẻ như vậy cũng yên tâm hắn lại gắn hai quả huyết hạnh vào lưỡi câu tiếp tục thả xuống nước mặc dù biết hy vọng không lớn nhưng hắn vẫn là muốn xem có thể câu thêm một con kỳ ngư nào không không lâu sau tiểu ly ăn xong cá hài lòng liếm láp móng vuốt một hồi rồi lại ngồi xổm bên cạnh lục thanh mong chờ nhìn xem mặt nước một người một thú nhỏ đều có chung một tâm tư đó là hy vọng có thể câu thêm một con kỳ ngư nữa chỉ là lần này, họ chắc chắn sẽ thất vọng. Đợi rất lâu, Lục Thanh thấy phao như cũ không có một tia động tĩnh, liền biết lần này kỳ ngư cũng chỉ có đầu này. Muốn lại câu một đầu, đã là không có khả năng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng đã nhận ra quy luật. Rõ ràng, lý do điểm câu này có thể thu hút kỳ ngư là nhờ vào mấy cây huyết hạnh thụ bên cạnh. Chỉ cần có huyết hạnh thụ, mỗi cách một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ có kỳ ngư bị thu hút đến cho nên tiểu ly muốn ăn thêm kỳ ngư thì phải đợi một thời gian nữa lục thanh nói suy đoán của mình cho tiểu ly sau khi nghe nó cũng không cảm thấy thất vọng ngược lại còn thấy vui mừng bởi vì điều này có nghĩa là cứ cách một khoảng thời gian nó lại có thể ăn được kỳ ngư mà nó yêu thích nhất đây là điều trước kia nó không dám nghĩ tới sau khi xác định không thể câu thêm kỳ ngư thứ hai lục thanh liền đưa tiểu nghiên và tiểu ly đến một điểm câu khác đó là một điểm câu hắn mới tìm ra mấy ngày trước, hơi xa một chút, nhưng cá rất nhiều, không lo không câu được. Tại điểm câu mới, lục thanh câu liên tục, cho đến khi tiểu ly ăn no căng bụng mới dừng lại, bỏ cá vào thùng. Tiểu ly sau khi ăn no nê, cũng không còn cuốn lấy lục thanh nữa, chạy đi chơi với tiểu nghiên. Không có tiểu ly, kẻ tham ăn cá ở bên cạnh, hiệu suất câu cá của lục thanh cũng tăng lên. Không lâu sau, trong giỏ đã có hơn chục con cá lớn trên hai cân còn cá nhỏ thì gần đầy nửa thùng bạch lại một con cá nhỏ bị quăng lên không trung lục thanh gỡ nó xuống ném vào thùng trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn gần đây hắn bận rộn tu luyện thỉnh thoảng được câu cá thư giãn như thế này cũng rất tốt con đường tu luyện cũng cần có lúc buông lỏng chỉ biết khổ luyện đôi khi lại khiến bản thân căng thẳng quá mức dễ dàng gặp vấn đề Ngao, đang đắm chìm trong sự thư thái của việc câu cá, đột nhiên, tiểu ly xuất hiện trước mặt hắn, kêu lên một tiếng có vẻ nghiêm trọng. Người nói có người đến. Lục Thanh biến sắc. Sau khi sống chung với tiểu ly lâu như vậy, giữa họ đã có sự ăn ý rất cao. Hầu như chỉ cần nhìn biểu cảm và hành động của tiểu ly, hắn có thể đoán ra nó muốn biểu đạt điều gì. Nếu là người trong thôn đến, tiểu ly nhất định sẽ không như vậy chỉ khi là người ngoài thôn hơn nữa còn không phải người bình thường nó mới thận trọng như thế chẳng lẽ có võ giả lạ mặt đến đây một ý nghĩ thoáng qua trong lòng lục thanh tiểu ly họ đang ở đâu tiểu ly dùng móng vuốt nhỏ chỉ một hướng có nhiều người không tiểu ly gật đầu lục thanh không do dự đầu tiên là dặn dò tiểu ly một câu sau đó gọi tiểu nghiên đang ở cách đó không xa tiểu nghiên lại đây nhanh có chuyện gì vậy ca ca Tiểu Nhiên vội vàng chạy tới, còn Tiểu Ly thì đã vào trạng thái tàn hình, không biết trốn ở đâu. Không có gì, chúng ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà thôi. Lục Thanh xoa đầu nàng. Vâng à, Tiểu Nhiên ngoan ngoãn đáp. Lục Thanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi ôm Tiểu Nhiên nhanh chóng rời đi. Có giác quan đặc biệt của Tiểu Ly, trên đường đi hắn không gặp bất kỳ ai, thuận lợi trở về làng. Trở về làng hắn không để tiểu nghiên ở nhà mà trực tiếp ôm nàng đến tiểu viện trên sườn núi nói với sư phụ một tiếng lục thanh lại dẫn tiểu ly rời khỏi tiểu viện đột nhiên có nhiều võ giả xuất hiện gần làng như vậy hắn nhất định phải tìm hiểu rõ tình hình tiểu ly bây giờ ngươi có thể cảm nhận được những người đó không về nhà đeo chiến đao lên lưng đi đến trước cổng làng lục thanh buộc một sợi dây đỏ vào cành cây hỏi tiểu ly lắc đầu giác quan đặc biệt của nó có phạm vi giới hạn, vượt quá một khoảng cách nhất định thì không thể cảm nhận được nữa. Lục Thanh suy nghĩ. Nếu những người đó không ở gần làng, chứng tỏ họ không phải đến thẳng làng. Vậy họ đến vì cái gì? Chợ phiên, ngay khi câu hỏi này xuất hiện, Lục Thanh đã có câu trả lời trong lòng. Chỉ có nơi này mới có thể thu hút nhiều võ giả như vậy. Chẳng lẽ ngụy Phu Nhân và những người khác đã bị lộ, Lục Thanh không dám chắc nhưng hắn biết phải nhanh chóng tìm hiểu rõ chuyện này. Nắm chặt chiến đao trên lưng, Lục Thanh nhìn về phía chợ phiên, nhanh chân bước đi. Hôm nay không phải ngày họp chợ, nên rất ít thôn dân ra khỏi làng. Vì vậy, trên đường đi, Lục Thanh không gặp ai. Ngao, khi sắp đến chợ phiên, Tiểu Ly đang tàn hình trên vai hắn bỗng nhiên dùng móng vuốt kéo tóc hắn. Người nói những võ giả đó ở phía trước, Lục Thanh trong lòng rung lên, biết mình quả nhiên không đoán sai, những người kia thật là hướng về phía chợ phiên tới xem ra ngụy phu nhân và những người khác thật sự đã bị lộ chỉ là tại sao lại như vậy lẽ ra mã cổ không nên bất cẩn như thế mới phải mang theo nghi hoặc lục thanh thu liễm toàn thân khí tức lặng lẽ tiến về phía trước với khả năng kiểm soát của đao pháp tông sư chỉ cần hắn muốn sau khi hoàn toàn thu liễm khí huyết dù là cường giả nội phủ cảnh nếu không đứng trong vòng ba bước cũng không thể cảm ứng được khí tức của hắn lục thanh lặng lẽ tiến về phía trước rất nhanh liền nghe thấy một giọng nói vang lên phương ban chủ cơn gió nào đã đưa ngài đến đây còn mang theo nhiều người như vậy đến cái chợ nhỏ này của ta làm khách lục thanh nhận ra đây là giọng của mã cổ trong lòng hắn khẽ động cảm thấy sự việc có lẽ không như hắn nghĩ âm thanh phát ra từ phía tòa nhà của mã cổ lục thanh lén lút đến gần hắn lặng lẽ leo lên một cây đại thụ nhìn xuống trước tòa nhà hai nhóm người đang giằng co một bên là mã cổ cùng tiểu thiên và bảy tám tên thủ hạ một bên khác có hơn hai mươi người nhìn khí tức gần một nửa là võ giả người cầm đầu có thân hình cao lớn tay chân dài trên mặt có một vết sẹo khí chất hung hãn xét về số lượng bên mã cổ rõ ràng ở thế yếu chưa kể đến số lượng võ giả ha ha chưa kịp để lục thanh dùng dị năng xem thông tin của những người này tên đại hán cầm đầu đã cười lớn hai tiếng. Hắn nói, không có gì, ta đến đây chỉ là muốn hỏi Mã Huynh đệ một chuyện. Cách đây không lâu, cửu đương gia của Hắc Lan bang ta cùng một số huynh đệ trong bang đã chết không rõ nguyên nhân tại một trại gần đây, cả trại bị đốt sạch, hài cốt không còn. Ta muốn hỏi Mã Huynh đệ có biết là ai làm không, Hắc Lan bang, Lục Thanh nghe vậy, trong lòng chấn động, lập tức tập trung nhìn về phía tên đại hán kia. Nhanh chóng, một luồng bạch quan đậm đặc hiện lên từ hắn. Phương Đức, biệt hiệu, Hắc Lan, ban chủ Hắc Lan bang, làm người tàn nhẫn, độc ác, ỷ mạnh hiếp yếu. Tu Vi, hậu thiên cân cốt cảnh đại thành. Quả nhiên là người của Hắc Lan bang, Lục Thanh đưa mắt nhìn những người khác, thấy tất cả đều là ban chúng của Hắc Lan bang. Không chỉ có ban chủ Hắc Lan ở đây, mà ngay cả hầu hết các đương gia khác cũng có mặt. Lần này, thật đúng là gặp dịp ánh mắt lục thanh lạnh lùng. Tuy nhiên, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục lặng lẽ quan sát. Việc Hắc Lan Bang đột nhiên đến đây có chút kỳ lạ, không biết còn có nguyên nhân nào khác không? Phương Bang chủ nói đùa rồi, mã cổ ta đắc tội với quý nhân trong thành, bị gia tộc đầy đến nơi khỉ ho cò gáy này, ngày ngày chỉ biết uống rượu giải sầu trong nhà, cơ bản không quản chuyện bên ngoài. Đêm hôm đó khoái hoạt trại bị cháy, ta cũng là ngày hôm sau mới biết, khi ta phái người đến xem xét thì chỉ thấy một đống đổ nát, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, chẳng phải trong thành có lời đồn rằng việc này là do ngụy Gia làm hay sao, một bên khác, mã cổ nghe Hắc Lan chất vấn, trong lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì. Hừ, đừng lấy ngụy Gia ra dọa ta, ngụy Gia bây giờ cũng chỉ là ngọn đèn dầu sắp tắt, lo thân còn chưa xong, e rằng không lâu nữa sẽ bị diệt tộc, biến mất khỏi thương huyện, Hắc Lan nghe mã cổ nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận. Cả huyện thành đều biết, trước đây hắn bị Ngân Nguyệt vệ của Ngụy gia đánh bại chỉ trong một chiêu, bản thân bị trọng thương, mất hết mặt mũi. Mã Cổ lúc này nhắc đến Ngụy gia, rõ ràng là đang chế nhạo hắn. "Ngươi nói ngươi không biết gì về chuyện khoái hoạt trại, nhưng người của ta hai ngày trước lại nhìn thấy có phụ nữ của khoái hoạt trại xuất hiện trong tiệm vải Mã gia các ngươi, ngươi giải thích thế nào đây?" Mã Cổ trong lòng giật mình, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh có chuyện đó sao ta thật không biết chuyện của tiệm vải trong tộc từ trước đến nay không thuộc quyền quản lý của ta đợi khi rảnh rỗi ta sẽ thay ngươi hỏi thăm quản sự tiệm vải mã cổ ngươi coi ta là kẻ ngu ngốc à thắc lan cười lạnh người đã xuất hiện ở mã gia các ngươi rõ ràng cái chết của cửu đương gia và sự hủy diệt của khoái hoạt trại có liên quan đến các ngươi mã gia các ngươi nhất định có cấu kết với ngụy gia ta đoán vợ con ngụy tinh hà cũng đang được các ngươi che giấu thậm chí có thể ngay trong tòa nhà này hắc lan ngươi đừng có ngậm máu phun người sắc mặt mã cổ đột nhiên thay đổi nghiêm nghị quát ngươi thật sự cho rằng mã gia chúng ta dễ bắt nạt sao muốn đổ oan cho chúng ta ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến với mã gia chúng ta ha ha khai chiến các ngươi có tư cách đó sao hắc lan nghe vậy cười lớn trên mặt lộ rõ vẻ kinh thường. Nếu là trước đây, ta còn có thể kiên dè mã gia các ngươi đôi chút, nhưng bây giờ, ngươi hãy về hỏi mấy lão già trong tộc xem có dám đối đầu với Hắc Lang bang chúng ta không, mã cổ toàn thân chấn động. Hắn biết, lời Hắc Lang nói là sự thật. Từ khi Hắc Lang bang đầu nhập vào những võ giả bí ẩn kia, thế lực của nó đã bành trướng nhanh chóng. Nếu thật sự liều mạng đánh nhau, mã gia bọn họ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào nhưng hắn cũng không thể để hát lan dẫn người vào nhà lục soát mẹ con ngụy phu nhân tuy được giấu trong mật thất nhưng đám người hát lan ban này như sói như hổ rất giỏi chuyện đào bới khó đảm bảo mật thất sẽ không bị chúng phát hiện nghĩ đến đây mã cổ không khỏi âm thầm lo lắng không biết mẹ con ngụy phu nhân có nghe thấy động tĩnh bên ngoài mà chạy trốn từ mật thất qua đường hầm hay chưa đám người hát lan này đến quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp căn bản không có thời gian đưa mẹ con ngụy phu nhân đi. Nếu không dám, vậy thì cút sang một bên cho ta, Hắc Lan thấy sắc mặt mã cổ khó coi, trên mặt càng thêm đắc ý, hắn biết, ngày thường, tuy người khác có vẻ tôn kính hắn, nhưng thực tế, những công tử gia tộc như mã cổ này, ngầm xem thường Hắc Lan ban bọn họ. Bây giờ thấy mã cổ ấm ức mà không dám nói gì, trong lòng hắn hả hê như ăn tuyết giữa mùa hè. Các huynh đệ, vào lục soát cho ta, bất kể ngốc ngách nào, đừng bỏ sót, Hắc Lan vung tay, ra lệnh cho đám bang chúng phía sau. Rõ, mười mấy tên Hắc Lan bang đồng thanh đáp, định tiến lên phía trước. Khoan đã, mẹ kiếp, không biết điều, Mã Cổ còn muốn ngăn cản, nhưng Hắc Lan đã ra tay, nắm đấm to như nồi đất đã vung lên, mang theo một luồng gió mạnh, đánh tới Mã Cổ, Hắc Lan tung một quyền, uy thế mạnh mẽ, khí huyết toàn thân như mảnh thú xuất lồng, vô cùng dọa người mã cổ trong lòng kinh hãi. Hắn không ngờ Hắc Lan lại ra tay nhanh như vậy. Hắn vốn đã bị thương ở vai, chưa hoàn toàn bình phục. Đối mặt với một quyền đầy uy lực của Hắc Lan, hắn không dám chống đỡ, chỉ có thể dậm chân xuống đất, thân thể cấp tốc lùi về phía sau để né tránh. Quanh, Hắc Lan đánh hụt, quyền phong khoái đảo khiến Tiểu Thiên và những người khác biến sắc, liên tục lùi lại. Có chút bản lĩnh, Hắc Lan thấy mã cổ né được đòn đánh lén của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc tuy nhiên hắn đã ra tay thì không dễ dàng bỏ cuộc thấy mã cổ lùi lại hắn thừa thắng xông lên tung một quyền vào ngực mã cổ lần này mã cổ không thể lùi lại nữa bởi vì phía sau hắn là cánh cửa lớn đang đóng chặt thấy nắm đấm của hắc lan đã đến trước mắt mã cổ nghiến răng đành phải giơ tay phải không bị thương lên để đỡ đòn lúc này mã cổ vô cùng hối hận lúc nãy hắn ra ngoài vội vàng, không mang theo chiến đao, nếu không, hắn đã không bị động như vậy. Thực lực của Hắc Lan vượt xa hắn, nếu đỡ được cú đấm này, tay phải của hắn e rằng sẽ bị phế bỏ. Thấy mã cổ dám đưa tay ra đỡ nắm đấm của mình, Hắc Lan lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng lực đánh vỡ cánh tay của mã cổ, một tiếng rít chói tai vang lên bên tai hắn. Đồng thời, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng hắn, đâm vào sau gáy đau nhói. Hắc Lan giật mình, không còn quan tâm đến mã cổ nữa, vội vàng thu quyền, xoay người, đánh một quyền về phía sau. Bành, bụi bay mù mịt, một hòn đá to bằng nắm tay bị Hắc Lan đánh nát. Mảnh đá bắn ra tứ phía, trúng vào vài tên xui xẻo của Hắc Lan bang, khiến chúng đầu rơi máu chảy, kêu la đau đớn. Tuy nhiên, Hắc Lan không quan tâm đến những điều này, dù đã đánh nát hòn đá, cánh tay hắn vẫn bị chấn động mạnh nắm đấm đau nhức và chảy máu. Sức mạnh ẩn chứa trong hòn đá thật kinh người, không thua kém một cú đấm toàn lực của hắn, kẻ nào, hắc lan kinh hải, nhìn về phía cây đại thụ nơi lục thanh ẩn nấp. Ha ha, không ngờ lại gặp đám cặn bã hắc lan bang ở đây, thật là niềm vui bất ngờ. Một giọng nói cảm thán vang lên, một bóng người xuất hiện trên ngọn cây. Lục thanh huynh đệ. Mã cổ vừa thoát nạn, nghe thấy giọng nói này, ngạc nhiên nhìn lên cây lục tiểu lan quân, tiểu thiên và những người khác cũng kinh ngạc nhìn người xuất hiện trên cây. Lục thanh huynh đệ, lục tiểu lan quân, hắc Lan nghe thấy tiếng kêu của mã cổ và những người khác, nheo mắt nhìn lục thanh trên cây. Khi nhìn thấy khuôn mặt của lục thanh, hắn không khỏi chấn động. Không thể không nói, khuôn mặt của lục thanh quá trẻ, trông chỉ là một thiếu niên. Nhưng làm sao một thiếu niên hơn 10 tuổi có thể ném ra hòn đá đáng sợ như vậy? Hắc Lan cố gắng cảm nhận thực lực của Lục Thanh, nhưng đối mặt với lục thanh đang thu liễm khí huyết hắn không thể nhìn ra được gì những tên khác của hắc lan bang cũng bối rối không ai ngờ rằng kẻ đánh lén bang chủ của họ lại là một cậu bé hắc lan nghi ngờ trong lòng trực tiếp quát tiểu tử ngươi là ai kẻ thù lục thanh đứng trên cây thản nhiên nói ngươi không phải muốn tìm kẻ hủy diệt khoái hoặc trại sao đó là ta làm nghe vậy người của hắc lan bang lại càng bối rối là ngươi ánh mắt hắc lan tập trung hắc lan bang ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay tàn độc như vậy giết sạch cả trại ngươi không thấy thủ đoạn của mình quá tàn nhẫn sao thủ đoạn tàn nhẫn sao lục thanh cười nhạt xem ra hắc lan bang các ngươi thật sự không biết tự mình đã làm những điều ác độc gì thôi được với loại cặn bã như các ngươi có gì để nói nữa dù sao các ngươi cũng chỉ là lũ súc sinh khoác da người mà thôi tiểu tử ngươi nói cái gì Nghe thấy những lời ngông cuồng của Lục Thanh, người của Hắc Lan Bang không thể nhịn được nữa. Chúng luôn luôn hoành hành trong huyện thành, chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy trước mặt. Lập tức có kẻ giỏi dùng ám khí, phóng một phi tiêu về phía Lục Thanh, tiểu tử, cút xuống cho ta, phi tiêu bay nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lục Thanh, đâm thẳng vào đầu hắn. Lục Thanh vẫn bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên đã kẹp được phi tiêu. Trả lại cho ngươi, ngay sau đó, một tia sáng trắng lóe lên, không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. khi quay lại nhìn, tên Hắc Lan Bang vừa phóng phi tiêu đã ngã xuống đất, yết hầu của hắn bị thủng một lỗ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. bên cạnh trên mặt đất có một chiếc phi tiêu, chính là chiếc hắn vừa ném về phía Lục Thanh. bác đương gia, lão bác, bác đệ, người của Hắc Lan Bang đồng thanh kêu lên. nhưng bác đương gia với yết hầu bị thủng, khí quản bị xé rách rõ ràng không thể trả lời họ được nữa. Ánh mắt hắn tràn đầy kinh hoàng, ít hầu khò khè rung động, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, hắn co giật một lúc rồi tắt thở, chân duỗi thẳng, hoàn toàn chết. Bác đương gia, người của Hắc Lan Bang nhìn thấy bác đương gia chết, tất cả đều kinh hãi. Họ nhìn Lục Thanh với ánh mắt sợ hãi. Bác đương gia là một võ giả khí huyết cảnh đại thành, một tay ám khí công phu của hắn đứng đầu trong huyện thành không ngờ, hắn lại bị chính phi tiêu của mình đánh chết khi tấn công thiếu niên này. Chỉ một đòn mà có thể giết một cao thủ võ đạo khí huyết đại thành, thiếu niên này rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào, lão bác, Hắc Lan nhìn thấy huynh đệ kết nghĩa của mình chết đi, cũng vô cùng đau buồn. Hắn đột nhiên nhìn về phía lục thanh, hảo tiểu tử, quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, hôm nay không giết ngươi, Hắc Lan ta thề không làm người, loại cặn bã như các ngươi vốn không xứng làm người, chỉ là lũ súc sinh không bằng heo chó mà thôi. Giọng lục thanh vẫn bình thản nhưng lời nói lại vô cùng cay độc. Cốt cốt cốt. Hắc lan ta xin thề, nếu không rút gân lục da, chặt đứt tứ chi ngươi, treo lên phơi nắng bảy ngày, lại bắt hết người nhà và bằng hữu của ngươi về hành hạ đến chết, lấy đó tế vong linh huynh để hắc lan ban ta, ta thề không làm người, hắc lan nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm lục thanh nói từng chữ bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người của hắn khiến mã cổ và những người khác sợ hãi. Họ biết Hắc Lan sắp nổi điên. Đặc biệt là Tiểu Thiên và mấy người khác càng cảm thấy run sợ. Bởi vì họ đều biết Hắc Lan là người nói được làm được. Trong huyện thành, ai mà không biết Hắc Lan là một kẻ điên, đôi khi làm những việc thật liều lĩnh. Ngay cả phong cách hành sự của toàn bộ Hắc Lan bang cũng điên cuồng không kém. Có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc, gần như là thương hiệu của bọn chúng. Ở khu vực phía Tây Thành, không đến lúc cần thiết, rất ít người muốn xung đột với chúng. Bởi vì một khi chọc giận chúng, rất có thể sẽ bị cắn xé như kẻ điên. Đây cũng là lý do tại sao trước đây Hắc Lan Bang tuy không phải mạnh nhất, nhưng vẫn được coi là một trong ba bang phái lớn nhất phía Tây Thành. Lục Tiểu Lan quân chọc giận đám người điên này, sau này chắc chắn sẽ có một trận tự chiến. Đúng vậy, bang chủ, bắt tên tiểu tử này lại, hành hạ hắn đến chết, báo thù cho bác đương gia và cửu đương gia, nhất định phải tra hỏi ra người nhà của hắn ở đâu, bắt hết về đây. Đám người hát lang bang nghe thấy vậy, dũng khí tăng lên, điên cuồng hét lên. Nỗi sợ hãi đối với Lục Thanh vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Đối mặt với sự điên cuồng của hát lang bang, Lục Thanh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Hắn chế nhạo, Hắc Lan ban các ngươi đe dọa người khác cũng chỉ có mấy câu đó thôi sao, ta nhớ hôm đó tên Trích Tâm Lan kia cũng nói như vậy, rồi đầu hắn bị ta chém đứt. Tốt, rất tốt, lúc này Hắc Lan đã tức đến nghẹn lời, hắn không còn nghĩ đến mối thù giữa Lục Thanh và Hắc Lan ban nữa, vì điều đó không còn ý nghĩa. Lúc này, hắn chỉ muốn bắt Lục Thanh ngay lập tức và tự tay ra tấn hắn đến chết. Đánh hắn xuống cho ta, một tiếng lệnh hạ, người của Hắc Lan ban đồng loạt ra tay kẻ biết ám khí thì phóng ám khí kẻ giỏi cung tên thì dương cung bắn tên ngay cả những kẻ không biết ám khí cũng nhặt đá và bùn đất trên mặt đất dùng hết sức ném về phía lục thanh trong nháy mắt đủ loại ám khí và mũi tên bay về phía lục thanh trên cây dù vừa rồi đã chứng kiến ám khí công phu của lục thanh nhưng bọn chúng không tin hắn có thể đứng vững trên cây khi đối mặt với nhiều đòn tấn công như vậy quả nhiên trước vô số ám khí lục thanh không cố chống đỡ thân hình co lại biến mất trên ngọn cây khi xuất hiện trở lại hắn đã ở dưới gốc cây tránh được tất cả ám khí nhưng dưới gốc cây đã có người đợi sẵn chết hắc lan đã lường trước rằng ám khí của thuộc hạ sẽ không có tác dụng với lục thanh mục đích của hắn chỉ là buộc lục thanh xuống khỏi cây mà thôi thấy lục thanh quả nhiên rơi xuống hắc lan mừng thầm không chút do dự thừa lúc lục thanh chưa chạm đất thân thể đang lơ lửng không thể mượn lực hắn bất ngờ tung một quyền chí mạng. Tung quyền ra, ánh mắt hắc lan tràn đầy tàn nhẫn. Chỉ cần trúng một quyền này, dù tiểu tử này là võ giả cân quốc cảnh, cũng chắc chắn sẽ gãy xương toàn thân, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết, đối mặt với cú đấm kinh người này, Lục Thanh vẫn không thay đổi sắc mặt. Hai tay hắn đưa ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Hắc Lan, sau đó mượn lực cú đấm này, thân thể nhẹ nhàng lướt về phía sau, vững vàng đáp xuống đất làm sao có thể, nhìn thấy Lục Thanh dễ dàng đỡ được cú đấm toàn lực của mình mà không hề hấn gì, Hắc Lan trợn mắt, lộ vẻ khó tin. Hắn không thể tin được, cú đấm toàn lực của mình tung ra đúng thời cơ lại bị Lục Thanh dễ dàng hóa giải như vậy. Quan trọng nhất là, dù đã giao đấu, hắn vẫn không thể nhìn ra cảnh giới của đối phương. Khí huyết của Lục Thanh hoàn toàn thu liễm trong cơ thể, khiến hắn không thể nào nhìn thấu. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, giỏi công phu quyền cước, Lục Thanh nhìn Hắc Lan, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. Vừa hay, ta gần đây có chút hứng thú với quyền cước võ học, hãy để ta luyện tập với ngươi một chút. Tiểu tử cuồng vọng, Hắc Lan nghe xong, lại càng tức giận. Hắn nhận ra tiểu tử này miệng lưỡi thật độc địa, mỗi câu nói đều vô cùng nhục nhã. Hôm nay nếu không thể đánh chết hắn, e rằng sau này mỗi lần nhớ lại, hắn sẽ tức đến phát điên. Hai tay rung lên, Hắc Lan lại lao về phía Lục Thanh. Hắn không tin một tiểu tử trẻ tuổi như vậy lại có cảnh giới võ đạo cao hơn hắn đã tu luyện hơn 10 năm, nhân vật như vậy không thể nào xuất hiện ở nơi hẻo lánh này. Hắc Lan lao tới với khí thế mạnh mẽ, thân pháp linh hoạt, hai tay như vuốt, giống như một con sói xám thảo nguyên khổng lồ đang vồ mồi. Đó chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn, Hắc Lan Quyền. Tuyệt kỹ này được hắn truyền lại từ một kỳ nhân nội phủ cảnh đến từ Tây Cương vị kỳ nhân đó đã sống hơn 10 năm trên thảo nguyên Tây Cương, quan sát tập tính của loài sói xám thống trị thảo nguyên để sáng tạo ra môn võ công bá đạo và tàn nhẫn này. Luyện đến mức viên mãn có thể bước vào nội phủ cảnh mà vô số võ giả khao khát. Hắc Lan khi còn trẻ đã gặp kỳ nhân đó, trong một lần tình cờ, hắn biết được bản lĩnh của kỳ nhân. Hắn đã dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa kỳ nhân tin tưởng và bái sư, trở thành đệ tử duy nhất của kỳ nhân. Sau khi trở thành đệ tử của kỳ nhân, Hắc Lan đi theo hầu hạ kỳ nhân 3 năm, cuối cùng cũng được chân truyền võ học. Sau khi có được chân truyền, Hắc Lan lập tức lộ rõ bản chất. Đã chán ngấy việc hầu hạ kỳ nhân, hắn đã hạ một loại kỳ độc mà hắn vất vả có được vào bữa trưa. Kỳ nhân không hề đề phòng, ăn xong lập tức trúng độc, nội phủ bị thương nặng, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Sau khi kỳ nhân trúng độc, Hắc Lan lập tức đánh lén, phế bỏ tứ chi của ông ta, Cuối cùng sau khi tra tấn đủ kiểu, hắn đã chém đầu kỳ nhân sau 3 ngày bị mắng nhiếc. Sau khi giết kỳ nhân, Hắc Lan cướp sạch tất cả tài sản và bỏ trốn. Cuối cùng, hắn định cư ở thương huyện xa xôi, dựa vào bí kíp đang dược và võ công của kỳ nhân, hắn khổ luyện võ công và cuối cùng thành lập Hắc Lan bang. Trong quá trình thành lập Hắc Lan bang, Hắc Lan đã dựa vào Hắc Lan quyền này để đánh ra một vùng trời, đứng vững gót chân ở phía tây huyện thành, làm nên tên tuổi. Vì vậy, Hắc Lan rất tự tin vào tuyệt kỹ đắc ý của mình. Hắn tin rằng, dù là đối thủ cùng cảnh giới cân cốt đại thành, cũng không thể nào địch lại Hắc Lan quyền mà hắn đã khổ luyện mấy chục năm, dùng bộ pháp linh hoạt và quỷ dị, Hắc Lan trong nháy mắt đã tiếp cận Lục Thanh. Song trảo như sói đói săn mồi, vạch ra một quỷ đạo kỳ lạ, đánh thẳng vào yết hầu của Lục Thanh. Tới tốt lắm, đối mặt với Hắc Lan hung hãn, ánh mắt Lục Thanh vẫn bình tĩnh hắn không lùi mà tiến tới, khí huyết toàn thân bộc phát, kinh khí chấn động khiến không khí xung quanh nổ vang, trầm vai, vung tay, bước chân dậm mạnh làm mặt đất trung chuyển, hữu quyền như sấm sét, nhanh như chớp đánh thẳng vào tim Hắc Lan. Mảnh hổ quyền, mảnh hổ móc tim, trống, lục thanh tung ra một quyền, khí thế mạnh hơn Hắc Lan gấp 10 lần. Dưới luồng khí cuộn trào, một tiếng hổ gầm vang lên thoang thoảng, kết hợp với tiếng bước chân chấn động, làm rung động trái tim tất cả mọi người. Cái gì, sự bộc phát của Lục Thanh lần này khiến Hắc Lan bất ngờ, hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Đối mặt với một quyền cực nhanh và cực mạnh của Lục Thanh, hắn không kịp phản ứng. Song trảo còn chưa chạm vào ít hầu Lục Thanh, hắn đã cảm thấy đau nhói ở tim, một ngụm máu tươi không thể kìm được, phun ra ào ạt. Cả người hắn bay ngược về phía sau, cuối cùng đụng vào gốc đại thụ mà Lục Thanh vừa đứng, làm rơi xuống vô số lá khô ngực hắn đã bị xuyên thủng một lỗ lớn. Ban chủ, đại ca, lão đại, thấy Hắc Lan ngồi liệt dưới gốc cây, tất cả người của Hắc Lan bang đều kêu lên. Trong lòng họ tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi, bọn họ đã tận mắt chứng kiến ban chủ của mình, người thường ngày vô cùng mạnh mẽ, bị một quyền của tên tiểu tử kia đánh xuyên qua ngực, bay ngược về phía sau và đập vào cây. Nhìn thấy lỗ lớn trên ngực Hắc Lan người của Hắc lan ban biết rằng ban chủ của họ khó có thể sống sót Hắc lan vẫn chưa chết sinh mệnh lực mạnh mẽ của một võ giả cân cốt cảnh giúp hắn chưa tắt thở ngay lập tức dù bị thương nặng như vậy nhưng đầu hắn cúi gằm lúc này cũng nhìn thấy lỗ lớn trên ngực mình và trái tim đã vỡ nát ngẩng đầu nhìn lục thanh trong mắt Hắc lan vẫn còn sự khó tin hắn không thể tin rằng mình thậm chí không đỡ nổi một chiêu của lục thanh hắn cũng không thể tin rằng thiếu niên trước mắt này, ở độ tuổi như vậy, lại giống như hắn, đã là một võ giả cân cốt cảnh đại thành. Đúng vậy, ngay khi lục thanh đột ngột bộc phát, Hắc Lan cuối cùng cũng nhìn ra cảnh giới võ đạo của hắn. Đát, 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 lục thanh chậm rãi bước về phía Hắc Lan, đứng trước mặt hắn với vẻ tiếc nuối trên mặt. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng ngươi có thể giúp ta giải trí một chút, kiểm tra thành quả tu luyện gần đây của ta, không ngờ ngươi không đỡ nổi một quyền của ta ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Lan nhìn Lục Thanh, khó khăn mở miệng hỏi. Hắn thực sự không hiểu nổi, Hắc Lan Bang đã chọc vào nhân vật đáng sợ nào. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến cân quốc cảnh đại thành, ngay cả những đại tông phái lâu đời cũng không có nhiều người như vậy. Tại sao một người như vậy lại xuất hiện ở một huyện nhỏ hẻo lánh như thế này, và còn tuyên bố có thù với Hắc Lan Bang của họ, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ta đến để hủy diệt hắc lan bang các ngươi lục thanh thản nhiên nói vừa dứt lời bóng dáng hắn đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt những tên còn lại của hắc lan bang trống một tiếng hổ gầm vang lên thoang thoảng lục thanh vỗ hai tay về phía trước hai tên hắc lan bang bị đánh mạnh vào ngực tiếng xương gãy vang lên hai tên hắc lan bang phun máu bay ngược ra sau chưa kịp rơi xuống đất đã tắt thở mảnh hổ quyền mảnh hổ hạ sơn một chiêu đánh chết hai tên hát lang bang, lục thanh vẫn bình tĩnh, không hề dừng lại, hai tay đồng loạt ra đòn, thêm hai tên nữa bị đánh bay lên, toàn thân gãy xương mà chết. Sau đó, lục thanh như hổ vào bầy dê, mỗi lần ra đòn đều có một tên hát lang bang bị đánh chết. Lúc đầu, người của hát lang bang còn muốn dựa vào số đông để liều mạng với hắn. Nhưng khi thấy mỗi lần lục thanh ra tay đều có hai người bị đánh bay đánh chết. Chỉ trong chớp mắt, số người còn đứng chỉ còn một nửa, ngay cả những võ giả như các đương gia cũng không thể đỡ nổi một chiêu của đối phương. Những người còn lại lập tức hoảng loạn. A, à, chạy mau! Tên này không phải người, quái vật. Quái vật, tha mạng! Xin tha mạng! Dù hung ác nhưng người của Hắc Lan Bang không phải kẻ ngu ngốc. Thấy rõ không phải đối thủ của Lục Thanh, họ bắt đầu bỏ chạy và cầu xin tha mạng, không còn chút kiêu ngạo nào như trước. Tuy nhiên, Lục Thanh không hề có chút thương hại nào đối với những kẻ tội ác chồng chất này. Dù là bỏ chạy hay cầu xin, hắn đều đối xử như nhau, đuổi kịp là một quyền đấm chết. Rất nhanh, người của Hắc Lan Bang đã bị hắn giết sạch. Ngay cả nhị đương gia và tam đương gia, những người có thực lực cân cốt cảnh, cũng không thể đỡ nổi một quyền của hắn, bị đánh cho nội phủ vỡ nát mà chết. Chỉ trong chốc lát, đám người Hắc Lan Bang vừa rồi còn hung hãn, không ai bị nổi đã bị lục thanh một mình tiêu diệt hoàn toàn mã cổ và những người khác đã há hốc mồm kinh ngạc tiểu thiên và những người khác không cần phải nói ánh mắt họ nhìn lục thanh đã như nhìn thần thánh lúc trước hắc lan mạnh mẽ như thế nào họ đã tự mình trải nghiệm không ngờ một võ giả mạnh mẽ và hung hãn như vậy lại bị lục thanh đánh chết chỉ bằng một quyền lục tiểu lan quân rốt cuộc mạnh đến mức nào ngay cả mã cổ cũng cảm thấy vô cùng chấn động Hắn biết rõ thực lực của Lục Thanh, cách đây không lâu, hắn đã tận mắt chứng kiến Lục Thanh chém giết một võ giả bí ẩn cân quốc tiểu thành. Thậm chí đao pháp của hắn còn khiến một cường giả nội phủ cảnh phải tạm thời tránh né. Vì vậy, khi nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện, Mã Cổ đã yên tâm hơn một nửa. Hắn biết tính mạng của mình và Tiểu Thiên đã tạm thời được bảo vệ. Với thực lực của Lục Thanh, dù đối mặt với Hắc Lang là một võ giả cân quốc cảnh đại thành, e rằng cũng không thua kém chưa kể hắn còn có sinh linh bí ẩn kia có thể dễ dàng chém giết ngay cả võ giả nội phủ cảnh nhưng điều hắn không ngờ tới là chỉ trong một thời gian ngắn tu vi võ đạo của lục thanh lại tăng vọt đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu không cần dùng đến đao chỉ với một quyền hắn đã đánh giết hắc lan một tên cân quốc cảnh đại thành nổi tiếng trong huyện thành sự tiến bộ nhanh chóng như vậy khiến mã cổ vô cùng kinh ngạc dù sao lần cuối họ gặp nhau cũng mới chưa đầy nửa tháng trước nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha